Nói tất cả mọi người nhá, hôm nay tớ lại chơi tám trò, chơi cắt tường 3 x 7 chưa này. Thầy là sẽ vào rồi con à. Mira esto, irmão! O que estava Là causando chúng todo ta aquele sẽ barulho? nói Houveram chuyện coisas này. realmente estranhas. Quer saber? Eu não ligo. Nói chuyện Tudo que chắc me không. importa é aqueles que estejam quietos agora. Muito obrigado! Thầy chúng ta sẽ Talvez você não seja tão ruim nhờ kẻ assim. chúng ta sẽ đi này. Ta sẽ đi xuống dưới đây. Đây, ta sẽ đi ra ngoài đây này. Ta sẽ sang bên đây. Đó, con này đang đứng đây. Đây này. Chúng ta sẽ đi lên đây này. Chúng ta sẽ mở cái cổng này ra. Là chúng ta nên gặp con này, này. Là chúng ta sẽ sang bên đây. Can't say I'm happy to see you alive and well. That crazy leech cannot turn me into one of his minions, but it is still dangerous for me to wander out there. I want you to think of the amount of terror the children would feel at the sight of even just one of these naughty ones. These mindless animals that hate nothing more than they hate humans. At this point, I would not eliminate the possibility that they found where I've hid the children. It is your actions that have even made this a possibility in the first place. It's all your fault. Regardless, there is another thing I want to show you. It sure looks like you need it. Đây, chúng ta sẽ chúng ta lên máy bay này. What's the plan now, Stinger? I guess the same as always. We continue this forsaken journey to the beach. We're in the middle of the air, so how exactly are we going to do that? I do not know. Okay, sheesh, relax. It was just a question. I apologize. I'm just tired of all this. Tired of what? Tired of everything. There is no point in it anymore. What? I failed to locate the boat and join him. And I failed to locate him inside. What's going into you? Why are you so negative all of a sudden? Maybe it's time we abandon this plan. I mean, how did we end up flying over a sea of Jibanium instead of an actress? Okay, that's it. Maybe you should let the captain fly the plane if this is your mentality. What are you doing? I'm finished with your constant battle. It's always a mistake to start a conversation. Stay back. Ta xem cái thẻ gì đây. Đây là cái thẻ này. Chúng ta sẽ đi lên trên đây. Đây là con này.
Déjame ver eso. Se me cayó un tapa. Te dirigías al único auditorio que no está bloqueado. Espero que odies tu tiempo aquí. Humano asqueroso. Fellow appreciator of fine art, are you? What's that? You're only here for the collar. No, that's a fellow appreciator of fine art of this evening. But something's not right. It won't start to play. Tell you what, if you help me get the play going, this collar will be used to take. I think it might be that the headlights aren't working. Could you figure out why? Perfect. But there's one more thing. This is precisely my 568th time watching this play. And I feel it could be made a little better. It's time to put my own twist on things. I'm preparing for the show of a lifetime. For that, we need some exclusive material. The hard part's done. Now, it's a matter of... Oh, wait. We got something. The delivery is here. They should have dropped it off by the main entrance. Can you go grab it? It'll be worth your while. I promise you. Okay. That's something that I'm not. Okay.
sẽ nên chia xem nào. À, chúng ta đến đây, chúng ta đẩy cái xe. À, chúng ta đẩy cái xe, xe này. To uniting two star-crossed lovebirds, he was willing to give up everything to see it happen. This is the story of Jonathan with an S. Hey! Hey, Jonathan! I have a gift for you. You're going to like it, but you have to promise me to take it as far away from here as you possibly can before you open it. I love gifts, but can you please give me a hint as to what's inside? I can't. It wouldn't be a surprise if I do that. I have a gift for you. You're going to like it. But you have to promise me to take it as far away from here as you possibly can before you open it. Wait, did I already say that line? What was that? If this is another one of your tricks, Jonathan, I'll have you arrested. It is indeed one of my tricks. You and everyone else will pay for what you've done to the poor birds of the town. Run! Yes. Ooh. Nó chuẩn bị ra con cả. Con đuổi anh ta chạy đâu à? Tao phải chạy nhanh. Ô, nó đuổi ra. Ô, chúng ta phải chạy. À, sẽ để nó bắt. Ô, chúng ta sẽ sang Poppy High.
Chúng ta sẽ sang trò chơi thứ ba. Something happened here. I made a big mistake and now they have been caught. Please go to the end of the road. You came here, walk in this door, and I can't help you there. Be careful what you do. That shelf is missing some books. Where are they? I wonder. You go find them and put it back here. Maybe something will happen. Đây là xe nhặt cái dây này.
cái cửa này. That's right. Let's continue. Have you made it this far? You want to save your friend? Okay, if you win the problem I created, I will release you. Follow me. Đây, chúng ta sẽ đi lấy chìa khóa để mở con này ra này. Con này nó sẽ đứng đây. Chúng ta sẽ đi bắn. Ta đã trượt một cái rồi. Chúng ta bắn vào cái bo kia nó sẽ nổ trừ điểm nha. Là chúng ta thắng rồi. Ta được cái chìa khóa này. Này. Ta sẽ sang đây mở con này ra này. Thank you for being here for me, but now is not the time for celebration. Let's continue.
Đây, nó được chụp cái này. Thì chúng ta vào đây là chúng ta vào cửa này. I need you to win this mission to open the door behind you. There is a road there. I also have to go so I can return to my world. À, chúng ta bật cả, chúng ta sẽ sang trò chơi tiếp theo, trò chơi thứ tư. Con gà nó sẽ xách hộ chúng ta này. Rồi chúng ta sẽ chạy theo nó, không chạy theo nó mà chúng ta sẽ đưa được chúng ta phải chạy nhanh. Trò chơi tiếp theo, trò chơi thứ năm. Chưa
in there. Sang sau ta chỉ tập ba đề đây là sẽ tập mới này. Chiến thắng à.
Ta sẽ sang trò chơi thứ bảy. Chúng ta sẽ chơi cho nó trước này. Ta sẽ bật mạng chơi cho nó trước. Thank you.
chính là chúng ta phải nấu ăn. Là chúng ta sẽ xong đây. Sang trò chơi tiếp theo là chúng ta sẽ quay iPad này. Sẽ đuổi chúng ta đây. Chúng ta chạy không đúng là chúng ta sẽ thua luôn. Thế là chúng ta bị nó bắt. Chúng ta vào đây là chúng ta thắng rồi. Tôi kết thúc video tại đây. Mọi người nhớ đăng ký kênh vào không? Nha, hẹn mọi người ở video tiếp theo này.